Chào mừng các em học sinh tham dự buổi học trực tuyến môn mỹ thuật lớp 3. Hôm nay, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết 2 của bài học Chân dung biểu cảm. Các em thân mến, trong tiết 1, các em đã vẽ được một bức tranh chân dung biểu cảm. Sang tiết 2 này, cô sẽ hướng dẫn các em làm khung tranh để trang trí lớp học hoặc đóng thành album lưu niệm nhé. Trước khi vào học, em hãy kiểm tra lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập chưa nhé. Đồ dùng học tập hôm nay gồm có bút chì, kéo, hồ dán, màu vẽ, tẩy, thước kẻ, một vài vật liệu tìm được như cúc áo cũ, vỏ so, vải dạ và giấy màu nữa nhé. Các em thân mến, yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay là các em làm quen với cách tạo hình khung tranh. Tạo được hình khung tranh bằng vật liệu mà mình tìm được. Em giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận được về sản phẩm của mình, của bạn. Để giúp các em đạt được yêu cầu này, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1, khám phá. Giới thiệu với các em, đây là hình ảnh một số khung tranh. Các em hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết, khung tranh thường có dạng hình gì? Khung tranh thường được trang trí bởi những hình gì? Em có nhận xét gì về màu sắc của các khung tranh này? Theo em, khung tranh có tác dụng gì vậy? Em hãy dừng video để quan sát và suy nghĩ trả lời những câu hỏi trên nhé. Các em thân mến, các em có thấy khung tranh thường có dạng hình chữ nhật đứng hoặc nằm ngang? Khung tranh thường được trang trí bởi các hình hình học, hình người, hình con vật hoặc hình hoa lá. Khung tranh có nhiều màu sắc khác nhau, có màu đậm, có màu nhạt. Khung tranh có tác dụng trang trí và làm cho bức tranh thêm đẹp đấy các em ạ. Giới thiệu với các em, đây là các bức tranh chân dung biểu cảm, sản phẩm của tiết 1. Các em hãy quan sát và cho cô biết, khung tranh được làm bằng chất liệu gì? Các em ạ, bức tranh số 1, khung tranh được làm bằng giấy và có dán các hình hoa lá bằng giấy màu. Còn bức tranh số 2, khung tranh được vẽ trực tiếp bằng màu vẽ lên trên giấy đấy. Và bây giờ, em hãy quan sát và đoán xem các khung tranh này được làm bằng chất liệu gì vậy? Các em có thấy khung tranh số 1 được làm từ cúc áo cũ, còn khung tranh số 2 được làm từ giấy báo cũ đấy. Khung tranh số 3 được làm từ các cây, củi chặt ngắn và ghép lại. Tất cả các vật liệu này đều là vật liệu tái chế đấy các em ạ. Em hãy kể thêm tên một vài chất liệu có thể sử dụng để làm khung tranh nhé. Các em thân mến, trong hoạt động này, các em hãy nhớ khung tranh có tác dụng trang trí và làm cho bức tranh thêm đẹp. Có thể tạo khung tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau đấy các em ạ. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Cô sẽ hướng dẫn các em cách tạo hình một chiếc khung tranh nhé. Đầu tiên, cô mời các em xem video để nhận ra các bước thực hiện tạo hình một chiếc khung tranh nào. Các em thân mến, sau khi hoàn thiện bài vẽ tranh chân dung biểu cảm, em hãy dùng sản phẩm này và làm khung tranh để trang trí nhà cửa, lớp học hoặc đóng thành album lưu niệm nhé. Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em cách kẻ khung và trang trí khung tranh. Đầu tiên, em sử dụng tờ giấy trắng hoặc tờ giấy màu cỡ A3 hoặc A4. Em hãy gấp đôi tờ giấy và kẻ khung hình chữ U như cô hướng dẫn. Khi kẻ khung, em hãy cố gắng kẻ cho các cạnh bằng nhau nhé. Sau đó, em dùng kéo và cắt theo đường vừa kẻ để được một khung hình chữ nhật. Em hãy nhớ chọn chiếc khung có khổ giấy vừa và phù hợp với tranh của em nhé. Sau khi cắt tạo dáng khung tranh, em hãy dùng keo sữa hoặc hồ dán để dán tranh vào khung tranh nhé. Khi dán khung, em chú ý nên để khung phía trên và tranh ở phía dưới. Khi dán tranh vào khung, em cũng chú ý về bố cục làm sao cho tranh cân đối, không quá to hay quá nhỏ so với khung. Nếu em cắt khung có kích thước nhỏ, bức tranh sẽ bị che nhiều và không đẹp. Còn nếu em cắt khung quá to
thì lại không vừa với bức tranh. Chính vì vậy, trước khi cắt khung, em hãy ướm bức tranh vào giấy sao cho vừa vặn nhé. Và bây giờ, em có thể dùng màu vẽ hoặc giấy màu để trang trí cho chiếc khung tranh này. Ở đây, cô có gợi ý hai cách. Cách 1 là sử dụng màu vẽ để trang trí khung. Và cách 2 là sử dụng giấy màu. Các em có thể sử dụng các chất liệu khác để trang trí cho chiếc khung tranh của mình nhé. Chúc các em có thật nhiều sản phẩm đẹp để trang trí nhà cửa, lớp học hoặc tặng cho người thân.
Để tạo hình một khung tranh nào. Các em nhớ nhé, để tạo hình khung tranh, chúng ta cần trải qua 2 bước. Bước 1, tạo hình khung tranh có kích thước phù hợp với tranh có sẵn. Bước 2, trang trí theo ý thích bằng chất liệu mà mình tìm được. Và bây giờ, cô mời các em tham khảo một số sản phẩm để có thêm ý tưởng cho bài thực hành của mình nào. Thân mến, sau khi nghe cô hướng dẫn là em đã rất tự tin để làm bài thực hành rồi phải không? Cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo để cùng nhau làm bài thực hành nhé. Yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy tạo khung cho bức tranh chân dung biểu cảm của em bằng chất liệu mà em tìm được. Cô chúc các em có một sản phẩm mỹ thuật đẹp nhé. Các em thân mến, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo gợi ý sau. Khung tranh của em có dạng hình gì? Em đã sử dụng chất liệu nào để làm khung tranh? Em trang trí khung tranh bằng họa tiết gì? Và em sẽ sử dụng bức tranh chân dung biểu cảm đã dán khung này để làm gì vậy? Các em thân mến, em có thể vận dụng sáng tạo cách tạo hình khung tranh này để tự làm khung tranh cho bức tranh đề tài khác, hoặc tự làm khung ảnh để trang trí nhà cửa, lớp học hoặc dành tặng cho người thân. Các em nhớ nhé, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho người thân trong gia đình cùng nghe. Nhờ bố mẹ chụp sản phẩm và gửi cho cô sẽ nhận xét nhé. Và hãy nhớ xem và chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. Và bây giờ, em hãy đăng ký kênh Học Vẽ Thật Là Vui, bấm like và bấm hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.